Chị ơi, em muốn bán hàng online nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Ok, hãy thả tim và để lại bình luận. Bước 1, hãy làm cho mình có cảm hứng với dòng tiền từ internet bằng cách bán một cái thứ gì đó nhanh nhất. Hãy nhìn xung quanh bạn, những người bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm xem họ gặp những cái vấn đề gì và mình có thể bán gì cho họ, mình có thể giúp họ giải quyết được vấn đề nào. Thì sau khi mà xác định xem thử tệp khách hàng của mình xung quanh, những người khách hàng có sẵn của mình họ đang gặp vấn đề gì. Nếu đó là một cái vấn đề với sản phẩm vật lý, hãy lên Shopee và tìm một cái sản phẩm phù hợp. Ở trên Shopee có khá là nhiều nhà cung cấp, họ cung cấp sản phẩm với mức giá tốt, giá sỉ và bạn có thể là bán lại cho người khác. Nếu đó là một cái vấn đề liên quan tới những sản phẩm số như các khóa học đào tạo phần mềm thì các bạn có thể tìm kiếm ở Unica, Edumo hoặc là Asstray, đăng ký một tài khoản và lấy link. Nó sẽ cho các bạn một cái link để các bạn bán các sản phẩm trên đấy và nhận hoa hồng, những cái khoản hoa hồng đầu tiên. Đấy, và bước 3 đó là lên kế hoạch mục tiêu tài chính. Sau khi các bạn đã bán được những cái khoản đầu tiên rồi thì hãy lên kế hoạch cho cái mục tiêu tài chính của mình. Bạn muốn thu nhập một tháng bao nhiêu từ kinh doanh online hay một năm bao nhiêu từ kinh doanh online. Hãy viết ra con số cụ thể và tìm các phương án phù hợp. Xem thử là tệp khách hàng nào, đối tượng khách hàng nào bạn muốn phục vụ và tìm những cái sản phẩm nó phù hợp để bạn có thể giúp được họ và đạt được mục tiêu tài chính của mình.